Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Nếu như những anh chị nào theo dõi kênh của Uyên Quỳnh rất là lâu thì biết rằng kênh Uyên Quỳnh đã có rất là nhiều video kết nối những cặp đôi với nhau. Bên cạnh đó, Uyên Quỳnh cũng nhận được rất là nhiều tin của những anh chị là những cặp đôi đang tìm hiểu nhau, tuy là chưa có những kết quả chính thức. Và cũng vì thế, Uyên Quỳnh không cho số điện thoại cho những người sau nữa. Tuy nhiên, có những anh chị sau một thời gian tìm hiểu lại cảm thấy không phù hợp với nhau, báo tin cho Uyên Quỳnh biết là họ đã chia tay. Và như thế là họ mất đi những cơ hội trước đây mà có những người khác muốn làm quen với họ. Chính vì thế mà Uyên Quỳnh quyết định là sẽ đăng lại những video của các anh chị nào vẫn còn cô đơn, hoặc là những anh chị nào trong thời gian tìm hiểu mà chưa báo tin lại cho Uyên Quỳnh biết á, thì xin vui lòng báo tin lại cho Uyên Quỳnh biết rằng mình đang có bạn và đang tìm hiểu. Nếu không thì Uyên Quỳnh nghĩ rằng anh chị ấy vẫn còn cô đơn và sẽ đăng video đó lại bên phần Facebook để cho những bạn nào sau này muốn làm quen với anh chị thì vẫn có cơ hội để làm quen với các anh chị nhé. Nào bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu hôm nay nhé. Rồi em chào anh nha. Rồi xin chào Uyên Quỳnh. Dạ. Uyên Quỳnh luôn luôn xinh đẹp. Chúc gia đình Uyên Quỳnh mạnh khỏe hạnh phúc. Dạ. Gặp nhiều may mắn. Dạ. Anh nói lớn giùm em ha. Rồi. À, anh có thể chào cộng đồng rồi anh giới thiệu về mình ha. Xin chúc cộng đồng mạng quý vị chúng bác chị em trong các cộng đồng mạng luôn luôn dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công. Dạ. Rồi cùng giới thiệu. Tôi tên là Lê Quang Huy, sinh năm 1960, hiện là bác sĩ đã nghỉ hưu ở tại Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Dạ. Anh sinh năm mấy em nghe không rõ? 1960. Dạ. Anh nghỉ hưu bao lâu rồi? Anh nghỉ hưu được 2 năm. Ồ, cũng mới quá ha. Dạ. Rồi anh làm bác sĩ là anh làm bên 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 đầu, bên khoa nội, khoa ngoại hay là sao? Là bên khoa ngoại. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? Tình trạng hôn nhân thì ly hôn được gần 1 năm, nhưng mà ly thân là 7 năm. Ly hôn mới nửa năm thôi hả? Được gần 1 năm. Dạ. Và ly thân, ly thân trước đó là ly thân 7 năm. Dạ. À, lý do vì sao hai vợ chồng anh chia tay? Lý do là hai vợ chồng không có tiếng nói chung. Rồi chuyện thì dài lắm. Nhưng tóm lại là người vợ không chung thủy. Dạ. Có người khác bên ngoài. Dạ. 7 năm rồi sau phát hiện ra thì họ có người khác bên ngoài, có lý thân với mình. Dạ. Anh rồi anh có được mấy người con? Được 4 người con. Hiện là một cháu ở với mẹ, cháu chưa bao giờ để nhà với mẹ. Dạ. Rồi bây giờ anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Tôi nói sao? Anh nghĩ ưu điểm của anh là gì? Ưu điểm là không hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không cờ bạc, không cờ bạc. Dạ. Và có
tinh thần là học hỏi. Dạ. Hòa đồng với mọi người trong cộng đồng. Con và, dạ, và thường xuyên làm từ thiện. Dạ. Đi khám sức khỏe từ cho người nghèo vùng sâu vùng xa vùng dân tộc. Dạ. Chắc là anh có một hội để đi là làm từ thiện phải không? Đi khám chữa bệnh từ thiện phải không? Đúng rồi. Dạ. Anh rồi còn khuyết điểm của anh là gì? Khuyết điểm thì ví dụ như là gặp những cái cuộc chưa hè những cuộc thi đi mà xem là nhiều khi hay xúc động chảy nước mắt rồi nói lớn giùm em ha, nói nhỏ em nghe không rõ. Nhiều khi là xem tivi hoặc là có những cái hoàn cảnh bất hạnh hoặc họ chia ly lâu năm gặp lại thì mình cũng họ khóc mình cũng chảy nước mắt theo. Dạ. Rồi bây giờ anh muốn tìm người bạn cho mình, anh muốn người đó như thế nào? Đã muốn tìm người bạn là người phụ nữ của gia đình chung thủy và thật thà chung thủy. Dạ. Rồi anh nghĩ là người đó là độ tuổi khoảng bao nhiêu? Đã không phân biệt tuổi tác. Dạ. Rồi hồi xưa là hồi hồi trước là anh chưa nghỉ hưu á, anh làm cho bệnh viện hay là anh làm phòng mạch của anh? Chưa nghỉ hưu là làm cho dạ. Rồi anh coi video của em hay là ai giới thiệu anh xem? Coi trên mạng thấy video của em, anh thấy kênh của em có kết nối với nhiều người mạnh mẽ và thấy kênh của em, anh ngưỡng mộ kênh của em. Dạ, anh cố gắng nói lớn thôi, nó nhỏ quá, em nghe tiếng được tiếng không á. Kênh của em phát triển rất tốt và có uy tín, nên anh ngưỡng mộ kênh của em. Dạ. Các kênh của em kết nối với nhiều người trong nước và ngoài nước thành công. Anh rồi anh coi cũng khá lâu hả? Anh mới xem được một vài tháng này thôi. Dạ. Rồi anh có cảm thấy mến mến câu nào trên kênh của em không? Anh thì lên đây chủ yếu là giới thiệu, còn khi anh thấy mến anh sẽ điện cho em, bởi vì nhiều khi rồi mình nhìn mấy người ta mà chưa chắc người ta đã mấy mình, cho nên mình muốn là người yêu mình, chứ còn mình yêu thì người ta chưa chắc họ có yêu mình. Hi, I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. Là nam thì anh phải chủ động nhiều hơn ha. Rồi khi anh đi tìm người bạn mới như thế này, cái con của anh như thế nào? Có ủng hộ anh không? Có. Cái con của anh có ý kiến gì không? Không ý kiến là sống độc thân thì muốn tìm người bạn để chăm lo cho ba. Có gia đình riêng rồi các con, ví dụ như là ốm đi bệnh viện hay gì đó hoặc là có cái việc gì đó con người ở bên cạnh, còn các con cũng lo việc của các con.
Hiện tại á là anh sống chung với con anh hay là anh sống một mình thôi? Hiện tại là anh sống một mình. Rồi ăn uống của anh như thế nào? Anh tự nấu hả? Anh tự nấu ạ. Anh cũng nghĩ đơn hàng anh chạy đó. Bây giờ anh đã nghỉ hưu một ngày của anh khá là thoải mái thì anh sẽ làm gì trong vòng một ngày đó? Trong một nghỉ hưu rồi thì cũng có những bệnh viện tư nhân người ta hợp tác người có tham gia hợp tác với các bệnh viện tư rồi phòng khám tư hoặc là các cái đoàn từ thiện mời đi tham gia. Anh đã nghỉ hưu nhưng mà anh vẫn còn đi làm cho những phòng khám tư ha, ở bệnh viện tư. Rồi một tuần á anh đi làm mấy ngày? Tùy theo cái công việc họ mời. Còn công việc cố định tức là mình có cái lương trách nhiệm cố định là có. Không. Ý em hỏi anh làm cho mấy phòng khám tư kìa, một tuần thì anh khám anh đi làm mấy ngày ở trong đó? Một tuần khoảng 2 ngày. Ngoài việc đi làm ra thì sở thích giải trí của anh là sở thích gì? Sở thích đi tập thể dục rồi xem tivi. Xem tivi, đi thể dục. Anh có sở thích du lịch không? Có sở thích du lịch nhưng mà bây giờ mình còn độc thân chưa có bạn nên là đi một mình cũng buồn nên và mình đi làm từ thiện các đoàn từ thiện là đi nhiều khi đi khám xuyên Việt từ Bắc vào Nam, họ đến rồi đi khám ở các cái vùng đền Hùng hay Sa Pa hay là các cái tỉnh, đấy. Họ đi họ mình đều được đến những cái vùng sâu vùng xa thành phố. Một chuyến đi về của anh đó là đi bao nhiêu người? Đi mỗi một chuyến đi là mấy chục, 30-40 người. Có một cái đoàn cái cô người Việt Kiều, cô ở Thái Bình, cô ở bên Mỹ, cô tổ chức người Việt Nam thực hiện và có người bên Mỹ cũng sang mấy người nhiều khi đi xuống đi từ Bắc vào Nam đi xuyên Việt luôn, nên cũng được đi du lịch đây đó là các cái chuyến từ thiện đó cũng là giống như mình đi du lịch. Rồi đi như thế là đi mấy ngày mới về? Đi có khi là nửa tháng, đi từ Bắc vào Nam có khi cả nửa tháng. Rồi chiều cao của anh là bao nhiêu? Chiều cao của anh 1m62, cân nặng 55 kg. 45 kg hả? 55 kg. 55 kg. Rồi anh muốn người bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Người bạn của mình, anh không phân biệt về loại hình đó, anh không phân biệt, biết người ta thương mình là được, anh yêu thương mình, thương chỉ mình là được. Rồi gia đình của anh đó có được mấy anh chị em? Anh được 9 anh chị em, nhưng mà có gia đình hết rồi, bố mẹ già mất rồi, anh là thứ sáu. Rồi anh có anh gia đình anh có ai ở nước ngoài không? Gia đình anh không có ai ở nước ngoài, anh cũng từ ngày học phổ thông cũng mơ ước
ước được đi nước ngoài đó. Các cũng mơ ước được sang các nước phương Tây nhưng mà chưa không có thực hiện được. Dạ. Với công việc của anh thì xin đi du lịch rất là dễ dàng, mà sao anh không có thử, anh có thử khi nào thử đi xin du lịch chưa? Chưa, tại nhiều khi mình có một mình ấy. Ví dụ như có bạn cùng đi thì đi một mình nhiều khi cũng buồn. Dạ, đi du lịch cho cơ biết nước Mỹ thì đâu cần phải đi hai người anh. Trong tình yêu, trong hôn nhân á, thì anh có lãng mạn không? Anh có lãng mạn. Những ngày lễ, những ngày Tết thì thường anh sẽ làm gì? Ngày lễ, ngày Tết thì anh đi chơi thăm. Ngày Tết thì đi chơi thăm bà con họ hàng. Dạ. Đồng nghiệp. Anh hiện tại anh ở một mình như thế, nấu ăn một mình, tự mình nấu ăn một mình thì anh có nấu được nhiều món không? Anh cũng nấu được các món thông thường thôi. Nhưng mà nấu để cho người khác ăn ngon thì anh không có nấu được. Tại vì thường thường những người mà biết uống rượu, biết nhậu là họ nấu ngon. Còn những người mà không biết nhậu, không biết làm đồ nhậu, đồ mồi thì nấu không được. Anh rồi anh ăn ăn uống anh có phải cử kiêng gì nhiều không? Có phải ăn chọn những món ăn healthy khỏe mạnh không? Có. Kiêng những thức ăn có dầu mỡ, cay nóng. Là thường anh sẽ ăn những món 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 luộc á hả? Món luộc, món hấp á hả? Là thường ăn món luộc. Dạ. Là không ăn cá chiên hoặc là đồ chiên. Tức là cũng thích ăn lắm, nhưng mà có người làm thì mình cũng thích ăn. Nhưng mà có một mình ấy thì một khi muốn đơn giản. Muốn cho còn nó... Còn người khác lớn, mình thấy ngon. Dạ. Một mình đó thì muốn cho nó đơn giản nên nó làm món món luộc cho nó mau ha. Bao lâu rồi con anh mới về thăm anh một lần? Thì hàng tuần này các cháu đến thăm. Con anh cũng ở gần đó hả? Nói chung là con thì nó có gia đình rồi, nó cũng lo làm ăn. Thỉnh thoảng ghé thăm thôi. Rồi gọi điện hỏi thăm. Dạ. Yeah. Có một con gái thì nay mang đồ ăn đến cho bố. Ồ. Là con gái anh ở gần nhà anh hả? Khoảng 2 cây số. Có gì ăn nó cũng mang. Dạ. Ok anh, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này thì anh sẽ tìm được một người yêu thương anh ở trên kênh của em nha. Rồi anh phải tự tìm mà trên những video của em đó cô nào phù hợp với anh nha. Rồi anh chào khán giả ha. Cảm ơn kênh của Nguyên Huỳnh. Chúc Nguyên Huỳnh luôn sinh ra gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe. Chúc cộng đồng mạng dồi dào sức khỏe và những lời chào thân thương nhất. Dạ. Tạm biệt. Bye anh, good night anh. Gửi số điện thoại của luật sư Pius 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 xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn, quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius 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 để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau. Tham khảo miễn phí
Số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.